Bồ Tát, con tên Nguyễn Thị Nhung, pháp danh Thanh Nghiêm. Nay con nghe Đức Phật tiên thuyết trong kinh Địa Tạng, giảng nói về những sự không tội nghĩa bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay, trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai, nhẫn cho đến ngày con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai, nhẫn đến ngày con thành Phật. Đời đời kiếp kiếp, con nguyện sẽ dùng 100.000 phương tiện dẫn dắt, khiến dụ, khiến cho tất hết thảy tất cả chúng sanh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi, thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con, cùng hết thảy tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con, cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí hộ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh, rốt ráo rồi sẽ được mau chóng thoát ly sanh tử từ thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tham gia cộng đồng Địa Tạng, so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí, phẩm thứ 10. Lúc đó, Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nương ô thần của Đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo, so sánh về sự bố thí có nhẹ có nặng, có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, hoặc đến hưởng phước lợi lớn trong 100 đời, 1000 đời, những sự ái tại làm sao thế, cứ xin Đức Thế Tôn dạy cho. Bấy giờ, Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ta ở trong toàn thể chúng hội, nơi cung trời đao lợi này, giảng về sự so sánh công đức khinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phù Đề, ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Chính con nghi ngờ về việc ấy, con xin ưa muốn nghe. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Trong cõi Nam Diêm Phù Đề có các quỷ quốc vương, hàng tở phụ quan chức lớn, hàng đại trưởng giả, hàng đại sát đế lợi, hàng đại bà la môn, vân vân. Nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, nhận đến kẻ tật nguyền câm ngọng, kẻ điếc ngay mù quáng, gặp những hạng người thân thở không được vẹn toàn như thế, lúc các quỷ quốc vương đó muốn bố thí, nếu có thờ đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hạ mình, tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khác đem cho, lại cùng lời ôn hòa, dịu dàng, an ủi. Các quỷ quốc vương, đại thần đó, đặng phước lợi bằng phước lợi công đức cúng dường cho 100 hàng hà sa chư Phật vậy. Tại làm sao? Chính bởi vì vóc vương đó phát tâm đại từ bi đối với kẻ rất mực nghèo cùng và với những người tàn tật kia, cho nên phước lành được hưởng quả báo như thế này. Trong 100.000 đời, thường được đầy đủ những đồ thất bảo, huống là những thứ được họ dùng như y phục, đồ uống ăn. Lại về nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, như có quỷ vóc vương cho đến hàng bà la môn, gặp chùa tháp thờ Phật hoặc hình tượng Phật, cho đến hình tượng Bồ Tát, Thanh Văn hay Bích Chi Phật, đích thân từ sửa sang cúng dường bố thí, vị vóc vương đó sẽ đặng trong ba kiếp làm vị trời đế thích hưởng sự vui sướng tốt lạ. Nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, thời vị vóc vương đó trong 10 kiếp thường được làm vị trời đại phạm thiên vương. Lại thế này nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau nếu có vị vóc vương cho đến hàng bài la môn, gặp chùa tháp của Đức Phật thời trước hoặc là kinh điển hay lại tượng bị sư sổ sách rách rẽ, liền kết thở phát tâm tu bổ lại, vì vóc vương đó hoặc tự mình đích thân lo sửa sang, hoặc khuyến hóa người khác cho đến khuyến hóa 100.000 người khác cùng chung bố thí cúng dường để kết duyên lành. Vì vóc vương đó 100.000 đời thường làm vua chuyển luân, còn những người khác chung cùng làm việc bố thí đó 100.000 đời thường làm vua nước nhỏ. Nếu lại ở trước chùa tháp có thể phát tâm đem công đức cúng dường bố thí đó mà hướng về đạo vô thượng chánh giác, được như vậy thời vị vóc vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành Phật cả, bởi vậy báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên. Lại vài nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có vị vóc vương hay hàng bà la môn, gặp những người già yếu tật bệnh và kẻ phụ nữ sanh đẻ, nếu trong khoảng chừng một niệm sanh lòng tự lớn đem thuốc men cơm nước dùng chiếu bố thí làm cho những kẻ ấy được an vui, phước đức đó rất không thể nghĩ bàn đến được. Trong 100 kiếp thường làm vua trời tịnh cư, trong 200 kiếp thường làm vua xấu từng cõi cổ dục, không bao giờ còn đọa vào ác đạo, cho đến trong 100.000 đời, lỗ tai không hề nghe đến tiếng khổ, rốt ráo sẽ thành Phật đạo.
Lại về nữa, ngay Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, như có vị Pháp Vương và Bà La Môn có thể làm những việc bố thí như thế sẽ đặng vô lượng phước lành. Nếu lại có thể đem phước đức đó hồi hướng tập đạo Bồ Đề, thời không luận là nhiều hay ít, rốt ráo sẽ thành Phật kẻ. Huống gì là những vẻ trời phạm vương, trời đế thích, vua chuyển luân. Này Địa Tạng Bồ Tát, vì thế nên khuyến hóa tất cả chúng sanh đều phải học theo như thế. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, như có thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong Phật Pháp, mà gieo trầm chút ít cõi phước lành, chừng bằng cá lông, sợi tóc, hột cát, mảy vụi, phước lợi của người đó sẽ hưởng thọ không thể ví dụ thế nào cho được. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, như có kẻ thiện nam cùng người thiện nữ nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng Vua Chuyển Luân mà bố thí cúng dường, thời đặng vô lượng phước lành, thường sanh ở cõi người, cõi trời, hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Như có thể đem công đức hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh, thời phước lợi của người ấy không thể ví dụ thế nào cho được. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào gặp kinh điển Đại Thừa, hoặc nghe thấy một bài cỡ, một câu kinh, rồi phát tâm ân cần trân trọng cung kính ngợi khen, bố thí cúng dường, người ấy được quả báo lớn vô lượng vô biên. Nếu có thể đem phước đức hồi hướng cho khắp pháp giới cho chúng sanh, thời phước lợi này không tự ví dụ thế nào cho được. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào gặp chùa tháp và kinh điển Đại Thừa, nếu là kinh tháp mới thời bố thí cúng dường, chiên ngưỡng lợi lại ngợi khen, chắp tay cung kính. Nếu gặp kinh tháp cũ, hoặc hư rách, thời sửa sang tu bổ, hoặc riêng mình phát tâm làm, hoặc khiến người khác cùng đồng phát tâm. Những người đồng phát tâm đây, trong 30 đời thường làm vua các nước nhỏ, còn vị đàn việc chánh đó thường làm vua chuyển luân, lại dùng pháp lành mà giáo hóa vua các nước nhỏ. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào, ở nơi cõi phước lành để gieo trồng trong Phật Pháp, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa tháp, hoặc sửa sang kinh điển, cho đến chừng bằng một sợi lông, một mảy bụi, một hột cát, một giọt nước. Những sự lành như thế không lượng nhiều ít, chỉ có thể đem hồi hướng cho khắp các giới chúng sanh, thời công đức của người đó trăm trăm nghìn đời thường hưởng thọ sự vui thượng diệu. Còn như chỉ hồi hướng cho thân quyến trong nhà, họ tự mình được lợi ích thôi, như thế thời sẽ hưởng quả vui trong ba đời, cứ làm một phần sự lành, thời được hưởng báo tốt một muôn lần trội hơn. Này Địa Tạng Bồ Tát, những nhân duyên công đức về sự bố thí như thế đó. Ha ha ha, Bụt Sa Môn Đi Sô ha.